Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đạo chúng ta có chân lý các thánh cùng thông công, tức là sự hiệp thông giữa ba thành phần của hội thánh: giáo hội, thành phần giáo hội Khải Hoàn, thành phần giáo hội chúng ta là giáo hội lữ hành, và thành phần giáo hội đang thanh luyện. Hôm qua chúng ta đã mừng giáo hội Khải Hoàn, tức là các thánh, và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn ở trong luyện ngục, đó là một thành phần của giáo hội thanh luyện. Và tất cả chúng ta là những người đang lữ hành về quê trời, chúng ta nhìn lên các thánh để mà noi gương các ngài, để xin các ngài cầu thay nguyện giúp. Và chúng ta xin Chúa cũng thương đến các linh hồn, bởi lẽ thời gian tại thế của con người đã chấm dứt, thì tự bản thân họ không thể lập công đức trước mặt Thiên Chúa. Thế nên nhờ lời cầu nguyện của tất cả chúng ta, nhờ những việc lành phúc đức, nhờ việc bác ái mà chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nói chung và cho các linh hồn người thân của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chỉ sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay mùng 2 tháng 11 được coi như là ngày tảo mộ. Tất nhiên thời bây giờ thì chẳng còn như hồi xưa nữa. Người ta phải đi làm cỏ, rồi người ta phải vun đất, rồi người ta trồng cây. Còn thời bây giờ thì bê tông cốt thép, rồi thì là đá, làm cho các ngôi mộ hẳn là khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ lắm. Nhưng mà người tín hữu chúng ta đến một nghĩa trang để mà trưng bày hoa, trưng bày nến hay là hương, thì đó cũng là một nghĩa cử cao quý. Thánh Monica trên giường bệnh hấp hối thì nói với người con thân yêu của mình là Thánh Augustino: "Mẹ Thánh nói như thế này: Con ơi, khi nào đến trước bàn thờ Chúa, con hãy nhớ đến mẹ." Đó là lời cầu khẩn của một người sắp ra đi vĩnh viễn. Mẹ Monica sẽ không còn ở trần gian này nữa, và muốn người con của mình là Thánh Augustino khi đến bàn thờ Chúa, khi dâng lễ, thì hãy nhớ đến người mẹ thân yêu của mình.
Rồi trong sử sách có thuật lại, một vị đan sĩ ẩn tu ở trong rừng. Vì đó hàng ngày đều cầu nguyện, chiêm niệm và lao động chân tay. Và một hôm thì vị đó nghe được tiếng các linh hồn than thở. Vị đó thuật lại rằng các linh hồn than thở giống như là lời cầu nguyện cho các vị chưa đủ, và các vị cứ phải chờ đợi để mà được vinh quang, được hưởng kiến vinh quang của Thiên Chúa. Điều đó cũng phù hợp với điều mà chúng ta vừa nghe ở trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Bởi vì một cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý đó là cầu nguyện cho những người đã chết. Và đó không phải là điều dư thừa. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đấy quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Như vậy, việc chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nói chung và cho các linh hồn quá vãng là người thân yêu của chúng ta là một ý nghĩ đạo đức và là một công việc thánh thiện. Thế nên trong suốt tháng 11 này, giáo hội dành riêng để kêu gọi chúng ta cầu nguyện, dâng thánh lễ, làm việc lành, làm việc bác ái để mà cầu nguyện cho các linh hồn. Bởi chính Chúa hiểu các ngài đang cần thiếu cái gì. Thế nên hôm nay khi chúng ta đi viếng nghĩa trang, hay viếng nhà chờ phục sinh, hay viếng nhà thờ với những tâm tình đạo đức và thánh thiện là cầu nguyện cho các linh hồn, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho. Rồi ngày lễ hôm nay cũng là một ngày lễ của niềm hy vọng. Thánh Gioan trong bài đọc thứ 2 trích trong sách Khải Huyền nói: tôi thấy một trời mới đất mới, trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rõ ràng sách Khải Huyền là một thể sách nói với chúng ta về niềm hy vọng tương lai. Nhất là thể văn Khải Huyền là một thể văn mà người ta sẽ dùng, mà tác giả sẽ dùng hình ảnh để mà diễn tả một điều tích cực. Và thông thường là những thời gian mà sách Khải Huyền ra đời đều là những thời gian bách hại cả. Ở đây khi chúng ta nghĩ đến một trời mới đất mới, và trời cũ đất cũ đã biến đi, biển không còn nữa, là ta đang nói về một niềm hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt, sẽ không còn sự chết, sẽ không còn tang tóc, sẽ không còn kêu than và đau khổ, vì những điều cũ đã biến mất. Thế nên ta cũng có thể hình dung được các linh hồn là những người đang chịu thanh luyện, nhưng rồi các vị cũng sẽ được bước vào một trời mới đất mới, và chính Thiên Chúa sẽ là tất cả cho mọi sự. Và đây Thiên Chúa là Alpha, là Omega, là khởi nguyên, là cùng tận, sẽ ban cho những ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh. Và chính vì Thiên Chúa yêu thương con người, thế nên hôm nay là ngày lễ của niềm hy vọng. Rồi trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay cũng là một ngày lễ để cho chúng ta suy niệm về sự sống và cái chết của mình. Hẳn là ai trong chúng ta cũng đã chào đời, cũng đã lớn lên mỗi ngày, và chắc chắn có những người đã chết. Thực tế, quý ông bà anh chị em đã từng chứng kiến người trẻ chết, người già chết, rồi người đau bệnh chết, người bị tai nạn này khác chết, thậm chí cả những trẻ sơ sinh
hay là những thai nhi chưa kịp chào đời thì cũng đã từ giã cõi đời này. Đó là một thực tế, nhưng mà Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng Thầy là sự sống lại và là sự sống, và Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống. Ở tại một số những giáo xứ ở miền quê Việt Nam chúng ta, ở miền Trung cũng như ở miền Bắc, và một số giáo xứ ở miền Nam, vào chiều ngày mùng 2 tháng 11 thì cha xứ sẽ cùng với giáo dân ra nghĩa trang, nhưng mà trên tay thì mỗi người sẽ cầm lấy một cái đèn bão hay là một cây nến. Có lẽ thực tế hơn đó là người ta dành để mà soi đường để mà đi ra nghĩa trang, bởi vì nghĩa trang của giáo xứ ở miền quê thì nhiều khi phải đi qua những ruộng, rồi phải bên những ruộng đó có cả những kênh, kênh đào vân vân. Thế nên cũng là một cách thực tế, người ta mang ngọn lửa, ngọn đèn, ngọn nến đó để mà đi ra nghĩa trang. Và sau đó thì đặt cái ngọn lửa đó ở trên ngôi mộ của người thân của mình. Và rồi cha xứ bắt đầu để dâng thánh lễ. Ý nghĩa của nó ta cũng có thể hình dung ra được. Cả một nghĩa trang tùy theo lớn nhỏ, nhưng mà trên một ngôi mộ thì đều có một ngọn lửa. Lửa đó là lửa thanh luyện, lửa đó là lửa tình yêu của Chúa. Một thánh nữ đã nói rằng chúng ta thông thường vẫn hình dung luyện ngục là có lửa để mà đốt cháy những linh hồn và làm cho các linh hồn đó đau khổ. Thực ra hiểu như thế thì không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì con người đã chết rồi, không còn vật chất nữa, thì cái lửa vật chất không thể nào mà thiêu đốt cái gì là thiêng liêng, là tâm linh cả. Nhưng mà thánh nữ đó đã nói rằng lửa để mà thiêu đốt các linh hồn đó là lửa yêu mến, lửa tình yêu của Thiên Chúa. Và những người mà đang chịu những lửa đó thì cảm thấy bất xứng, bởi vì mình không xứng đáng để mà hưởng nhan thánh Chúa. Thế nên lửa đó để giúp cho các vị được thanh luyện, giúp cho các vị, các linh hồn trong luyện ngục nhận ra tình yêu của Thiên Chúa lớn lao như thế nào cho cuộc đời của các vị. Và con người ta cần phải sống xứng đáng với tình yêu đó. Thế nên Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thầy là sự sống, để mà chúng ta xác tín hơn rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta đang sống đây vẫn được lửa tình yêu của Thiên Chúa thắp lên trong lòng của mình, để mà thanh tẩy, để mà đốt cháy những gì là xấu xa, những gì là tội lỗi, và để cho chúng ta có được hơi ấm do lửa của Thiên Chúa, và chúng ta có được ánh sáng do lửa từ Thiên Chúa mà bước đi trong đời sống Kitô hữu của mình. Điều này cũng là điều quan trọng để chúng ta suy niệm trong ngày mùng 2 tháng 11 khi hướng về các linh hồn đang được thanh luyện trong luyện ngục, để mà đời sống của chúng ta ý thức hơn chúng ta đang sống với Chúa, đang có lửa của Chúa. Bởi lẽ Chúa Giêsu đã nói: "Tôi đến trong trần gian này và tôi ước mong rằng lửa được bốc cháy lên, lửa được sáng soi, lửa được sưởi ấm cho các tâm hồn, để mà chúng ta mỗi ngày được thăng tiến trong đời sống đức tin và đức mến. Xin cho ngọn lửa tình yêu của Chúa mà chúng ta được chia sẻ làm cho đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn mỗi ngày, chia sẻ với anh chị em mình tình yêu ân sủng của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này và chúc lành cho chúng ta để mỗi ngày lớn lên trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Amen."